Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì Túc đi dạo ở cặp bờ suối ở Tochigi, Nhật Bản nha. Tình cờ phát hiện một một bầy chim nó đang đậu trên cái lùm cây kia. Chim sẻ sẻ nha, rất là nhiều luôn, đậu quăng nhánh luôn. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần nha. Lại gần mình quay thử có bao nhiêu con, mình đếm thử nha. Chắc đếm không nổi đâu. Cặp bờ suối ở Tochigi, Nhật Bản nha mọi người. Ở phía dưới đó là con suối. Ở đây là đường cho người ta chạy bộ. Ở phía xa xa có một cái cối xay gió kìa. Đây là có cái bệnh viện lớn của Ashikaga. Bây giờ Túc sẽ xuống cái lùm cây nha. Mọi người có nghe không? Nghe từ xa chim kêu ríu rít luôn. Để mình sẽ zoom to lên xíu nha. Đi lại nó có bay không nữa. Đấy, mình thấy không? Đây là cái lùm cây này nha. Rồi mình sẽ tiến gần nha. Cỏ ở đây thì người ta mới cắt, chim lại nhiều nha. Phía bên đó cũng có chim đó, thấy không? Mọi người thấy không? Thấy mặt trời đẹp chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tiến lại gần bầy chim nha, nói chuyện nhỏ nhỏ, đi nhẹ nhẹ thôi nha. Hy vọng là sẽ quay được hết đàn chim, nó không bay. Sẽ tiến lại gần nha. Nghe mình đi tới nó bay quá trời bay này. Bay quá trời mọi người. Chim này nó hơi nhát người, chỉ còn một vài con thôi. Tiếc quá. Lùm cây phía xa xa bên kia rồi. Chim này hơi nhát người nha. Thôi, chắc tình hình chắc là mình đi dạo bộ tiếp thôi. Phong cảnh Ashikaga này rất là đẹp nha. Cỏ thì người ta tới mùa hè người ta sẽ cắt. Đây cỏ mới cắt nè. Cỏ này thì chim mang về làm tổ nha mọi người. Đây chim sẻ sẻ rất là nhiều. Mọi người nghe tiếng chim kêu không? Mình đi lại gần là nó sẽ bay thôi, nó sẽ im, nó sẽ bay đi mất thôi. Mình sẽ ở xa xa quan sát nó nha. Mình sẽ thử chui vào cái lùm cây ở đây thử nha. Cái lùm cây ở đây có cái gì mà nó lại bu dữ vậy. Phát hiện rồi mọi người. Đây này, lùm cây này nó có quả. Ôi nó có gai nhiều lắm nha, đâm đau lắm. Có hạt. Mình không biết cái này là hạt gì nữa nha. Nhưng mà không biết tại sao nó bua lên nhiều như vậy luôn. Cây này có gai nhiều nha, đâm đau nha. Có thể là nó sẽ lựa những cái cây có gai để mà đậu lên ngủ ở trên đó, để phòng trường hợp là có rắn rồi lại săn nó nha. Cây này cây nào cũng có gai hết nha. Bây giờ cũng sắp tối rồi, cũng tầm 6 giờ mấy rồi. Mình sẽ đi
đi lên phía trên đây và mình lại cái cống này kia, phía xa xa này kia có cái cống nha mọi người. Đó, mình sẽ đi lại đó coi ở dưới cống nó có gì nha. Cống xả lũ lớn lắm. Đi thôi. Ở phía trên đây thì có cái bảng, cái bảng cảnh báo này. Khi mà nó xuất ra đọc ra cái gì này. Cảnh báo có rắn độc nha. 30 cm. Cảnh báo có rắn độc nha. Cái là cái dưới con suối này có rắn độc nhiều nha. Bây giờ chim nó sẽ trú ẩn, nó sẽ ngủ ở trên những cái cây mà có gai nha mọi người. Bảng này ở đây sức ra rồi. Gió quá. Cho mình để tạm đây nha. Cho người ta sẽ lời người ta sẽ đi ra. Mình sẽ đợi cái cống đằng kia nha, ngay chỗ cái cối xe gió. Okay. Xem đằng đó có cái gì nha. Trên đường đi mình gặp ngải cứu nha mọi người. Mọi người có biết ngải cứu không? Đây, mình ngải cứu này ăn rất tốt sức khỏe nha. Nếu mà tần với hộp dịch lộn nè ăn thì giúp mọi người tăng cân nè. Nếu mà sau bệnh á, mình ăn ngải cứu với hộp dịch lộn tăng sức đề kháng nhiều lắm nha. Giờ mình thì không có bệnh nha. Mình hái cái này về mình sắc ra, mình chiên với trứng, trứng để gia vị vào mình chiên nha. Đó là một cái nhiều. Bây giờ mình sẽ hái một nấm nha. Giờ mình chiên trứng nha. Đi dạo bộ thì hái, gặp thì mình hái thôi. Nó ven đường nhưng mà chỗ này rất là sạch sẽ nha. Không sao. Thôi, mình hái một tí thôi. Ô, nhiều lắm luôn. Mình sẽ hái một nấm nha mọi người. Ok, nhiều đủ rồi. Về mình trộn với khoảng 3-4 cái trứng gì đó mình chiên nha. Mình đang đi là ở dưới đường cao tốc nha mọi người. Đường cao tốc ở Nhật thì cao tốc rất là nhiều nha. Con đường thì rất là thuận tiện luôn. Ở dưới đường cao tốc để mình đi đó, người ta cắt cỏ đều chang rất là đều luôn. Mình quanh đây à, bên này có cái máy cắt cỏ nè. Ở Nhật những cái chỗ này phải cắt cỏ bằng máy thôi nha. Lại xem cái máy cắt cỏ nó như thế nào mà thấy cắt được những cái góc đứng như vậy nha. Các bạn xem ở phía sau này thì có một cái bao. Bao này khi mà vào những ngày tuyết rơi á, người ta lấy những cái hạt này giống như cái hạt phân lạnh của Việt Nam mình, người ta rải lên cái đường đi, rải lên đường đi là khoảng 15-20 phút sau là băng nó sẽ tan hết trơn nha. Nó hiện đại lắm. Ở đây là máy cắt cỏ, máy coi chưa, đây nó là để mình đứng đây. À, mình đứng ở đây. Đúng rồi. Mình không gặp những nguyên lý về cái máy này. Có bình chữa cháy nữa. Bình chữa cháy mini. Sản xuất năm 2014. Bánh là bánh bằng cao su nha mọi người. Có cái lưới bảo vệ. Có xích bảo vệ nè. Không cho người cuốn vào. Cái máy này gặp ở Việt Nam mà bỏ được hơi thì là sáng nó còn được mấy
sáng còn được mấy cái đầu trắng, cái chỗ trắng. Mọi người thấy cảnh đẹp chưa? Đó, cỏ nó đang lên là đẹp nha, bóng hới luôn, đường thì thẳng tắp. Phía xa xa thì cũng có một anh nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp. Đó, đang ngắm hoàng hôn nha. Đang quay kìa. Đang chắc là đang chụp hình hoàng hôn. Hoàng hôn giờ này thì đẹp, tầm mùa hè là hoàng hôn rất là đẹp nha. Mình quay những cái cảnh mà bình yên như thế này, chỉnh góc máy rồi các kiểu. Sa xin tàu đích đi nha. Tất tạc, tất tạc, sa xin tất tạc. Đi đây nè. Caribs. Không phải là ông chụp hoàng hôn đâu, mà là ông đang chụp cái mặt trăng nha, mặt trăng lưỡi liềm. Mình thấy không? Trăng đẹp chưa? Ông chụp bằng cái máy ảnh chuyên dụng. Thôi, mình đi tiếp đây. Đi một hồi thì mình cũng tới cái cống rồi nha mọi người. Đây mình sẽ đi vào coi cái điểm mà người ta xả lũ, xả nước nha. Nhìn cái cống người ta ở bên Nhật này làm đẹp chưa? Đẹp hơn cái nhà mình ở nữa này. Ở phía dưới đó là cái mực nước, cái thước căn nước nha. Đi vào phía trong đây coi người ta để cái gì. Ôi nha, mà ở đây thì người ta khóa rồi, không cho vào nha mọi người. Không vào được nha. Có thể đi xuống đây coi có gì nữa. Có gì, có ếch nhái lương được các kiểu. Ếch bên Nhật thì con nào con nấy nó to đùng luôn nha, nhìn mà mình sợ luôn á. Nhìn sợ nhưng mà thịt nó ăn thì ngon nha. Tới rồi, tới. Chỗ xả cống xả đây xả ra con suối. Còn mùa mưa thì họ xả cống bằng cái này nha, có cái điều khiển bằng máy đàng hoàng nha. Chỗ này là cái cửa nâng lên nâng xuống bằng máy. Bên đây là một cửa và bên đây là một cửa đó nè, là hai cửa. Hai cống gồm có hai cửa. Nếu mà mình nghĩ không làm thì tối ở đó thì có ếch nhiều nha. Nhưng mà cống này thì ếch ăn thì chắc không được đâu. Bẩn. Mình sẽ đi quay một vòng cho mọi người xem cái khu ở gần chỗ mọi người đi tản bộ nha. Đây đá gập ghềnh này, đá nhiều lắm, người ta làm để mình đi chống chân trượt. Okay. Mọi người thấy chỗ này nó đẹp không? Đó là ngọn núi nha mọi người. Đây là khu bệnh viện lớn, bệnh viện lớn của thành phố Ashikaga nha.
Buổi trời buổi chiều thì đẹp lắm nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng đây. Mình đang trên phía trên lộ trên đây đi tản bộ cho nên là mình sẽ quay quay ra dưới nha. Khu zoom to lên người thấy phía xa xa có nhiều người đi công viên nha, phong cảnh thì rất là mát mẻ luôn. Gia đình thường chiều chiều hay đậu xe ở đây rồi đi dạo bộ nha mọi người. Người thì không có gia đình thì họ dắt chó đi, ở Nhật thì người ta dắt chó đi nhiều. À, mình vừa nói là mình thấy một con cún này, con chihuahua này. À, thấy đã chưa? Bây giờ cũng muộn rồi, mình quay tí xíu thôi. Rồi lần sau có những cái địa điểm nào dẫn mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Mình về làm cơm chiều ăn thôi, đói bụng quá rồi. Từ đây về nhà không xa, giờ mình chạy bộ về nha. Ok, bye bye. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại vào những clip sau.